nguyện em. Dạ, chào thầy. Dạ, mời thầy ngồi. Dạ, mời thầy dùng nước. Cảm ơn em đã nhiều lần rồi. Tôi gian em, đừng kêu tôi bằng tiếng thầy, nghe khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng em hay thì bụng dạ của thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Con của chúng ta thành tâm.
năm sẽ tốt nghiệp ra trường. Sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tô để vợ chồng mình quan hệ ngắn lý chung mừng tô trong cái buổi lễ thành hôn. Anh à, theo như vậy thì chưa có đủ nữa đâu anh à.
lâu rồi. Em cự tuyệt xua đuổi anh, nhưng lần này cho anh thỉnh thọ. Không được đâu anh à. Không được có nghĩa là em bước đi bước nữa người khác à. Anh Minh, nếu như anh còn chủ nghĩa gia đình hẹp hòi ích kỷ đó thì thôi hết rồi, anh đừng đến đây nữa. Nguyệt em, được rồi, từ đây về sau chúng mình cùng lo cho con vậy. Anh về nha Nguyệt. Dạ, anh về. Anh về nha Nguyệt. Dạ.